thở này nó giúp cho cái hệ miễn dịch miễn nhiễm của mình nó mạnh lên. Thở lửa đấy, vì chính cái tên là thở lửa đấy, nó giống như cái thuật ngữ là từ lửa trong công nghệ thông tin ấy, trong công nghệ thông tin từ lửa là để nó ngăn, nó bảo vệ cái khỏi cái sự xâm nhập của các cái phần mềm gián điệp của virus đấy. Thì cái thở lửa này thì nó cũng có tác dụng như vậy, nó làm mạnh cái hệ miễn dịch của cơ thể mình lên. Thế nên là nếu mà mình thở tốt ấy thì mình sẽ đỡ bị ốm, cũng khi là có bệnh dịch ở bên ngoài nó xâm nhập vào, nhưng mà nó cũng không làm cho mình bị ốm, là mạnh hơn những người bình thường lên. Thứ hai là thở này nó làm sạch cái vùng thùy chán là vùng này, cái thùy chán và hai bên mũi của mình này, đúng rồi. Thế nên đây là những người mà bị xoang tập cái này cũng rất tốt tập cái thở rất tốt. Cái thở lửa này nó cũng lại có tác dụng rất tuyệt vời là nó cung cấp oxy dồi dào cho cơ thể mình. Do đó là khi nào mà có như là cảm thấy là nó thiếu oxy, khó thở thì có thể thở lửa rất tốt. Đặc biệt là những người mà đi đến vùng núi cao 3-4 ngàn mét trở lên thì thở lửa này rất tốt, vì nó có oxy ít, nó loãng khi nó loãng. Cái thở lửa này nó cũng có tác dụng là tống được cái khí gọi là trực khí, là cái khí mà cơ thể cũng cần thiết, cái khí thải đấy, nhưng mà không phải lúc nào mình xả hết ra ngoài. Thế thì cái thở lửa này nó xả trực khí ra ngoài rất tốt, thì tốc độ nó rất nhanh. Thế thì cái thở lửa này như sau nhé, đấy nó có rất nhiều tác dụng như vậy, và cách thở của nó như sau. Tôi sẽ làm mẫu lại để các anh chị em mới nhìn này, những người cũ thì quá biết đâu rồi. Cái thở này nó đòi hỏi là tốc độ rất nhanh. Sau này các anh chị em mà thở tốt rồi thì một giây phải thở cho tôi được 2 lần rưỡi cho đến 3 lần. Thế nó bình thường mình một lần hít vào thở ra của mình phải 5 giây, 7 giây, thậm chí 10 giây một lần hít thở nhé. Những cái thở lửa này, nếu sau này mà thở tốt rồi thì một giây là 2.5 nhịp đến 3 nhịp đấy, thì nó sẽ là cái gì này. Và lưu ý cái thở lửa này bao giờ của mình cũng bắt đầu với hơi thở ra trước, và hít vào sau. Thì thở ra này tôi sẽ làm này, những người cũ thì có thể biết rồi, người mới nhìn này, thở ra thì bao giờ hóc mạnh hơn của mình để giúp chúng tôi đặt cái tay các anh nhìn cho dễ nhé. Cái thở rồi này, tạm thời là dùng mũi nhé, dùng mồm thở hấp lại một lần đấy, xong sau đó tôi hít nhẹ lên để cũng phồng ra, thở để tôi hấp lại đấy, cái tiếng phì như rắn đây này, hấp mạnh là này, tôi hít phồng nhẹ lên này, thở này, hít phồng nhẹ lên này, thở hấp mạnh này, hít phồng nhẹ lên này, thở hấp mạnh này, hít phồng nhẹ lên này, thở hấp mạnh, hít phồng nhẹ lên này. Nếu như làm nhanh thì nó sẽ như thế này. Cách thở bài này là mình thở ra mạnh, hít vào nhẹ, thở ra nó chỉ có 6-7 phần, thở hít vào nó chỉ 3-4 phần thôi. Nên là chúng ta cùng nhau tập chay nó một tí, nào cùng nhau đặt tay lên. Nhau viên cũ có thể không dùng tay cũng được, rồi viên mới đặt lên. Đặt tay lên thì làm gì?